Tiêu Chiến kết thúc hợp đồng với công ty cũ, đầu quân về với Triệu Lệ Dĩnh. Cách đây không lâu, từng xuất hiện tin công ty quản lý của Tiêu Chiến đã phong sát anh khi rất nhiều hoạt động cũng như những gì liên quan đến Tiêu Chiến đều không được quảng bá. Thậm chí lúc nam diễn viên đi sân bay cũng phải một mình khuân vác rất nhiều hành lý. Mới đây nhất, trên mạng lan truyền tin Tiêu Chiến và công ty đã kết thúc hợp đồng. Về mặt điện ảnh, truyền hình, Tiêu Chiến sẽ ký với công ty truyền thông Tân Lệ. Về mặt thương vụ, tức là những hoạt động thương mại Đại Ngôn sẽ ký với truyền thông Hòa Tụng. Truyền thông Hòa Tụng là công ty truyền thông quản lý nghệ nhân đầu tư do Lý Băng Băng, Lý Tuyết, Đường Tuyết Vi và Trương Thiên Long cùng nhau sáng lập nên. Công ty này từng là đoàn đội quản lý của Vương Tuấn Khải, gần đây lại ký kết với minh tinh Triệu Lệ Dĩnh, xem ra vị thế lẫn sức mạnh của công ty này cũng không phải là dạng vừa đâu. Không chỉ có vậy, blogger còn tiết lộ truyền thông Tân Lệ đã bỏ ra một khoản bồi thường cực lớn cho công ty quản lý hiện tại của Tiêu Chiến nên họ mới chịu thả người. Rất khó để nói tương lai của Tiêu Chiến sẽ đạt đến trình độ nào, nhưng có điều chắc chắn rằng nếu anh cứ ở lại công ty cũ thì khả năng phát triển coi như là chấm dứt. Ngoài ra thì mới đây, Weibo công ty cũ cũng đã đăng bài tuyên truyền cho Trần Tình Lệnh, điều này chứng tỏ hai bên có lẽ chấm dứt trong hòa bình. Nhiều blogger giải trí nổi tiếng Hoa ngữ cho biết nếu như Tiêu Chiến thật sự gia nhập vào truyền thông Hòa Tụng thì Tiêu Chiến chính là nhất ca, còn Triệu Lệ Dĩnh sẽ là nhất tỷ. Nếu như hai người hợp tác cùng một bộ phim truyền hình, vậy thì rating và lượt view trên mạng sẽ cực cao. Nếu Lý Băng Băng, Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến cùng hợp tác một bộ phim điện ảnh thì doanh thu phòng vé ít nhất là hơn 2 tỷ nhân dân tệ.